Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các trường đại học cao đẳng và tổ chức đoàn đã đồng loạt cử sinh viên, đoàn viên gia nhập đội phản ứng nhanh để thống kê người từ vùng dịch về Cần Thơ. Trong đêm qua 31 tháng 5, tại hội trường chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa trực tiếp cùng hơn 80 tình nguyện viên tham gia nhập liệu từ các chốt kiểm soát y tế số 1 và số 2 trên địa bàn quận Cái Răng. Không khí làm việc rất khẩn trương bởi phải nhanh chóng phân loại ngay thông tin từ hơn 40.000 lượt khai báo y tế của người từ nhiều tỉnh thành vào Cần Thơ. Thực hiện một cái app cập nhật thông tin để từ đó thì chúng tôi lọc ra cụ thể các cái hành khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn Cần Thơ. Và với cái cách này thì ngay trong cái này thì Cần Thơ có thể có đầy đủ những thông tin cần thiết. Rất là khuya rồi và các bạn khi mà nghe được cái tin là phải cần truy vết những cái trường hợp mà từ Thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh vùng ngoài trở về thì các bạn đã sẵn sàng đi đến đây tập trung và bỏ hết những cái việc giống như là đi chơi hoặc là tất cả và về đây chúng ta đi cùng nhau làm một cái nhiệm vụ, đó là giúp một phần nào đó thành phố chống lại với đại dịch Covid-19. Công việc của các tình nguyện viên là nhập họ tên, địa chỉ, nơi đi, nơi đến, số điện thoại, tình trạng sức khỏe, vân vân của người khai báo y tế vào một app do Sở Y tế Cần Thơ quản lý. Sau đó, ngành chức năng phân tích và chuyển về y tế các xã, phường, thị trấn, quận, huyện để tiện việc liên hệ và truy vết khi cần thiết. Do gấp rút nên số lượng máy tính không đủ phục vụ, các tình nguyện viên dùng điện thoại cá nhân để nhập liệu. Cứ hai người, một người đọc, một người thao tác trên máy. Nhanh nhưng vẫn đảm bảo chính xác, không để sót lọt thông tin. Mỗi lần em nhập cái dữ liệu trên đầu phép thì cái cảm xúc khi thành phố muốn chi vết một người dân nào đó thì nó sẽ cụ thể, rõ ràng và chính xác để công tác phòng chống dịch của thành phố Cần Thơ càng ngày càng hiệu quả. Đến 23:40 tối qua đã nhập được trên 22.000 lượt khai báo thông tin, đặc biệt là tách riêng được các trường hợp từ vùng dịch trở về. Trong số đó có rất nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Tính đến cuối giờ chiều hôm nay, đội phản ứng nhanh này cũng hoàn thành thêm 15.000 lượt, giải quyết được tình trạng ùn ứ thông tin không kịp xử lý. Tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ thể hiện rất rõ trong những lúc như thế này.